Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Nội dung của clip ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về động lượng. Đây là một trong những yếu tố mà rất là nhiều trader không mấy quan tâm và cũng có rất là nhiều anh em không biết cách phân tích động lượng. Tuy nhiên thực tế thì động lượng lại là một yếu tố rất là quan trọng trong giao dịch bởi vì là nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái tỷ lệ thành công của chiến lược. Vậy cho nên trong clip ngày hôm nay, Thúy sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thức làm sao có thể đọc được động lượng của thị trường thông qua Preaction. Còn bây giờ mời các bạn vào nội dung chính của clip nhé. Ok, nếu chị mà muốn xem xong một cái video của Trader Việt và muốn xem thêm nhiều video hay hơn nữa thì có thể kéo xuống như thế này ha. Trong cái giao diện mới xem xong cái video mới, chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào cái nút From Trader Việt này. Đó là những cái video mà mới lên gần đây hoặc là những video hay nhất của Trader Việt sẽ được sổ ra đây. Đấy, thì anh chị bấm vào, anh chị xem tiếp nha. Rồi bây giờ anh chị mời anh chị xem video. Trước tiên thì Thúy đi về phần định nghĩa động lượng một chút. Định nghĩa động lượng ở trong trading thì là động lượng đó là kết quả của giá và thời gian. Động lượng sẽ thể hiện được cho chúng ta cái sức mạnh của xu hướng hoặc là những cái đợt tăng hoặc giảm giá của thị trường ở một cái thời điểm cụ thể nào đó. Còn trong vật lý thì động lượng sẽ được tính đó là nó sẽ bằng khối lượng nhân với vận tốc. Thì dựa vào cái công thức này, Thúy sẽ đưa ra cho các bạn hai ví dụ để các bạn thấy được một động lượng mạnh có nghĩa là như thế nào ha. Cái ví dụ đầu tiên đó là hình ảnh của một chiếc xe đang xuống dốc không phanh. Thì như các bạn thấy trường hợp này nó sẽ có khối lượng cố định và vận tốc thì sẽ càng ngày càng tăng đúng không ạ? Đó thì khi mà độ dốc nó càng lớn á, thì vận tốc nó sẽ càng ngày càng tăng và do vậy động lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Và khi nào mà cái đoạn đường nó trở nên bằng phẳng thì lúc này vận tốc của nó mới giảm dần thôi. Cho nên đây là cái ví dụ đầu tiên cho các bạn thấy rằng là động lượng, đây là một hình ảnh của một động lượng mạnh. Ví dụ tiếp theo đó là hòn tuyết lăn. Thì đây là cái ví dụ cho thấy là cái khối lượng càng ngày càng tăng nhưng mà vận tốc thì lại không có, vận tốc thì không thay đổi. Thì cái ví dụ này cũng cho chúng ta thấy được là khi mà vận tốc không đổi nhưng khối lượng tăng lên thì động lượng cũng sẽ tăng theo, đúng chưa? Đó, thì hai cái ví dụ này cho các bạn thấy được một cái hình ảnh minh họa rằng là một trader của chúng ta cũng nên lựa chọn những cái thị trường có động lượng mạnh giống như là chiếc xe đang xuống dốc hay là hòn tuyết đang lăn từ trên dốc xuống. Đó, thì khi mà giao dịch với những cái thị trường mà có động lượng mạnh như vậy thì cái khả năng kiếm lợi nhuận của trader sẽ nhanh hơn, nhiều hơn và đặc biệt đó là tỷ lệ thành công cho cái chiến lược đó nó sẽ cao hơn. Rồi, vậy thì các bạn đã thấy được cái tầm quan trọng của động lượng trong giao dịch rồi. Và bản thân Thúy trong cái thời gian dài mà giao dịch với Preaction thì cái yếu tố động lượng là yếu tố Thúy không có bỏ qua. Nó là một yếu tố gọi là một quyết định giao dịch của Thúy, nó chỉ đứng sau xu hướng thôi. Cho nên là Thúy hy vọng rằng nếu như mà anh em mai mốt khi mà chúng ta phân tích thị trường thì chúng ta cũng nên đưa cái yếu tố động lượng vào. Rồi, vậy thì bây giờ Thúy sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức đọc động lượng dựa vào hành động giá như thế nào ha. Ở trong này thì chúng ta chỉ có một cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu được cái cách thức đọc hành động, cách thức đọc động lượng của hành động giá như thế nào. Thì đối với Preaction Trader á, thì cái việc mà đọc hành động giá chủ yếu là dựa vào nến đúng không? Cho nên là cái việc đọc động lượng cũng sẽ dựa vào nến luôn. Thì như các bạn biết, đó là một cái nến của chúng ta sẽ có bốn giá. Đó là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất đúng không nào? Rồi, thì bốn cái mức giá này sẽ cho các bạn thấy được động lượng của một động lượng của thị trường thông qua nến nó sẽ như thế nào ha. Ở đây chúng ta có hai cái nến. Như các bạn thấy, cái nến thứ nhất nó mở cửa ở đây và đóng cửa ở đây. Cái nến thứ hai mở cửa ở đây và đóng cửa ở đây đúng chưa? Và hai cái nến này Thúy giả sử là đều ở cùng một khung thời gian. Đều ở cùng một khung thời gian nha các bạn. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là trong cùng một khoảng thời gian thì nếu như mà các bạn thấy cây nến nào có
có cái mức tăng cao hơn và nhanh hơn thì kênh nên đó sẽ thể hiện được động lượng mạnh hơn, đúng chưa? Vậy thì theo như cái hình ảnh này thì chúng ta thấy rõ ràng kênh nên số 2 là kênh nên có động lượng mạnh hơn, đúng chưa nào? Bởi vì trong cùng một khoảng thời gian, cái nến số 2 nó tăng được khoảng cái mức tăng của nó từ đây cho tới đây, đúng chưa? Trong khi cái nến thứ nhất nó chỉ tăng được khoảng một nửa thôi, đúng không nào? Rồi. Thì ở cái nến số 2 đi vào kỹ hơn một tí về hành động giá thì các bạn sẽ thấy á, đó là ở cái nến này chúng ta thấy là người mua nắm quyền từ đầu tới cuối luôn, từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa luôn, đúng không? Thị trường tăng liên tục. Đó, tuy nhiên ở cái nến thứ nhất á thì nó lại cho thấy rằng là kể từ khi nó mở cửa thì đã có lúc người bán đã nhảy vào và đẩy giá xuống, đúng không? Tức là cũng có thời điểm người bán cũng đã nắm quyền kiểm soát đó. Cho nên ở hai cái nến này chúng ta thấy rõ ràng là cái nến thứ nhất có động lực yếu hơn, còn cái nến thứ hai thể hiện động lực áp đảo hơn, đúng chưa? Đó, cũng dựa vào cách động lượng này thì chúng ta có thêm một vài cái ví dụ về cái cách thức đọc nến để thể hiện được cái động lượng như sau. Ví dụ này, đây, cái nến này nó giống như cái nến Doji hay là Spinning Top, cái nến Doji đúng không các bạn? Thì cái nến này nó sẽ thể hiện cái động lượng yếu, còn cái nến này thể hiện động lượng mạnh hơn, đúng chưa nào? Động lượng này là động lượng giảm giá nha các bạn, tại vì cả hai đều là nến giảm. Rồi tương tự, đây là một trong những cái kiểu nến mà rất là hay xuất hiện trên thị trường mà các bạn rất là nhiều trader sử dụng để giao dịch, đó là cái nến đuôi dài, đúng không ạ? À, thì cái nến này thực tế nếu mà hiểu đúng thì đó là cái nến thể hiện sự từ chối, có nghĩa là cái nến này nó thể hiện động lượng của thị trường đang đẩy giá về một phía nhưng không thành công, bởi vì sao? Nó bị thị trường đẩy ngược trở lại, đúng không? Thị trường kéo lùi trở lại. À, cái nến này cho chúng ta thấy được là gì? À, thị trường đã có lúc có động lượng rất là mạnh, nhưng mà sao? Nhưng mà cái nỗ lực để tạo ra động lượng mạnh đó không có thành công. Đó, thì khi các bạn thấy những cái nến mà có đuôi dài như thế này là cái nến chính xác, cái thông tin mà nó cung cấp cho trader chúng ta đó là thị trường đang mất đi cái động lượng đó. À, losing control. À, thì khi mà chúng ta gặp những cái nến như thế này, chúng ta cũng có thể đánh giá là à, thị trường đang mất động lượng rồi. Thì đó là cái cách thức các bạn dựa vào nến để các bạn đánh giá được là thị trường có động lượng, đang có động lượng mạnh hay là đang có động lượng yếu hay là đang mất dần động lượng. Rồi, ok. Còn bây giờ thì chúng ta đi vào cái cách đọc động lượng, tức là cái cách thức làm sao để áp dụng vào trong giao dịch á, để mà chúng ta có thể nắm bắt được động lượng và giao dịch như thế nào ha. Thì trước khi mà các bạn đọc động lượng á, thì các bạn lưu ý cho Thúy hai điều cực kỳ quan trọng nhé. Cái điều thứ nhất đó là khi mà các bạn xác định động lượng, đầu tiên các bạn phải để ý cái vùng giá hay là cái nơi mà động lượng có khả năng sẽ xuất hiện. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải để ý đó là cái dấu hiệu cho thấy giá đang thể hiện sự mất động lượng hay là tăng động lượng đang tăng lên hay là mất dần. Đó, thì khi mà có đầy đủ hai yếu tố này là chúng ta đã có thể bắt đầu nghĩ đến cái việc có thể tham gia giao dịch rồi. Đó, vậy thì đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó là nơi mà động lượng xuất hiện, tức là nơi mà động lượng có khả năng xuất hiện nhất. Thì ở đây Thúy đưa ra ba vùng, đó là kháng cự, hỗ trợ hoặc là vùng hợp lưu hoặc là Fibonacci. Đó, thì những cái vùng này đều là những cái vùng giá quan trọng mà thường là trader sẽ tập trung giao dịch ở trên biểu đồ, đúng không? Thì cái vùng hợp lưu này tôi đã làm rất là nhiều clip về vùng hợp lưu rồi, anh em có thể xem lại những cái clip cũ của Trader Việt nhé. Thì nhắc lại một tí, vùng hợp lưu đó là những vùng mà nó có sự kết hợp của nhiều các cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ khác nhau, ví dụ như là trendline, hợp lưu với đỉnh đáy trước đó, hoặc là fibo kết hợp với đỉnh đáy trước đó, hoặc là vùng giằng co kết hợp với trendline. Nói chung là có hai yếu tố ở những cái vùng giá quan trọng trở lên á thì nó được xem là vùng hợp lưu. Rồi thì ở những cái nơi mà như là ngưỡng kháng cự hỗ trợ hay là vùng hợp lưu á, mà động lượng sẽ thường xuyên xuất hiện ở những cái vùng này, bởi vì thường khi mà giá tiếp cận những cái vùng giá này này thì nó thường sẽ chậm lại, đúng không? Đó, còn nếu như mà nó phá qua thì nó sẽ phá qua rất là dứt khoát đó. Còn nếu như mà nó tới những cái vùng này mà nó có áp lực mua hoặc áp lực bán, thị trường sẽ chậm lại để cho chúng ta thấy là động lượng đang giảm dần đó. Thì những cái nơi đó là những cái nơi mà động lượng sẽ thường xuyên xuất hiện. Rồi, cái yếu tố thứ hai để các bạn
để các bạn đánh giá được động lượng, đó là cái dấu hiệu sẽ xuất hiện động lượng. Thì ở đây các bạn, nếu như mà chúng ta chưa có quen về cái cách xác định động lượng á, thì các bạn có thể sử dụng chỉ báo. Còn nếu không á, thì các bạn có thể sử dụng cái dấu hiệu fraction. Thì đây thì cung cấp cho các bạn một dấu hiệu rất là đơn giản và dễ nhận biết. Đó là các bạn thấy là khi các bạn thấy có một loạt nến, ít nhất là 3 nến nhá. Đó, thì các bạn thấy này, cái thân nến của ba nến này như thế nào, giảm dần, đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, các bạn thấy cái khoảng cách này, khoảng cách từ giá cao nhất của các cái nến này giảm dần hoặc là giá thấp nhất nha. Đó, thì lúc này đây chính là dấu hiệu rất là rõ ràng cho thấy thị trường đang đi chậm dần, tức là động lượng đang dần dần nhỏ lại. Thì đây chính là một động thái tăng giá nhưng mà như thế nào, có động lượng giảm dần. Tương tự ngược lại, đây là một động thái giảm giá, có động lượng giảm dần. Rồi sau khi các bạn đã nắm được cái dấu hiệu của động lượng rồi, động lượng giảm dần, và cái thứ hai là các bạn đã nắm được cái nơi mà xuất hiện động lượng rồi, thì lúc này các bạn gộp hai cái vào là một cho thấy. Nếu như các bạn thấy ở một ngưỡng kháng cự, nếu các bạn thấy nha, ở một ngưỡng kháng cự mà thấy có dấu hiệu động lượng giảm dần, đây, có dấu hiệu động lượng giảm dần, thì đây chính là cái thời điểm rất là thích hợp để các bạn có thể cân nhắc mở lệnh giao dịch, mở lệnh bán xuống á. Tại vì động lượng tăng đang giảm dần chứng tỏ là người mua đang mất dần động lượng, người mua không có khả năng để đẩy giá lên nữa. Và thêm một cái nữa là ở ngưỡng kháng cự này, người bán như thế nào, họ tham gia giao dịch, tức là họ có thể có những cái lệnh chờ sẵn, họ canh bán sẵn, thì có khả năng thị trường sẽ giảm xuống từ đây đó, chúng ta chỉ cần cái tín hiệu giao dịch nữa thôi, đúng không? Và tương tự ngược lại, nếu như một ngưỡng hỗ trợ mà các bạn thấy động lượng giảm, giảm dần, thì lúc này chúng ta cũng có thể canh để mua lên, ok chưa nào? Rồi bây giờ Thùy đưa ra hai ví dụ về cái trường hợp mất dần động lượng này để cho anh em hiểu rõ hơn nhé. Cái ví dụ đầu tiên đó là động lượng giảm, giảm dần như sau. Ở đây là ngưỡng hỗ trợ của chúng ta chính là trendline này. Rồi các bạn thấy, lúc này các bạn thấy là có một loạt các nến giảm với thân nến như thế nào, giảm dần đúng không? Ban đầu động lượng cái nến giảm rất là mạnh, nhưng sau đó thì giảm dần và xuất hiện cái nến đuôi dài ở phía dưới. Đây là cái nến cho thấy gì? Sự từ chối hay là sự mất động lượng của phe bán, đúng chưa nào? Và sau đó các bạn thấy thị trường đảo chiều rất là mạnh này, đúng chưa? Và trường hợp thứ hai ngược lại, đó là động lượng giảm dần khi gặp ngưỡng kháng cự. Động lượng tăng nha các bạn. Đó. Đây các bạn thấy tiếp cận ngưỡng kháng cự, một loạt các nến nhỏ này với lại có đuôi ở trên xuất hiện ở ngưỡng kháng cự này, thì đây chính là cái tín hiệu cho chúng ta thấy xu hướng tăng đáng mất dần động lượng, và lúc này chúng ta có thể canh bán xuống. Ở đây á, thì Thúy muốn nhấn mạnh cho các bạn một điều á, là cái quan trọng đó là động lượng này phải xuất hiện ở ngưỡng kháng cự hỗ trợ hoặc là những cái vùng giá quan trọng nhé. Còn nếu như các bạn thấy động lượng mà xuất hiện ở một vùng giá lưng chừng thì thực tế nó lại không có nhiều ý nghĩa đâu, bởi vì ở cái vùng giá đó thị trường không quá quan tâm, nhà đầu tư họ không có để ý tới cái vùng giá đó, thì chỗ đó có mất động lượng hay có tăng động lượng thì thị trường cũng không quá quan tâm. Đó, thì các bạn giao dịch ở những vùng đó cái khả năng các bạn có lợi nhuận rất là thấp, cho nên các bạn lưu ý cái bối cảnh vẫn quyết định rất là nhiều. Nên là khi các bạn xác định động lượng nên xác định động lượng có trong thị trường có bối cảnh một chút ha. Rồi ok, thì đó là cái cách thức đơn giản nhất mà các bạn có thể đọc được động lượng thông qua hành động giá. Còn một vài cách khác nữa, tuy nhiên chỉ cần nắm được cách này thôi cũng là khá tốt rồi. Rồi clip của Thùy tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn mọi người ạ.